Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Một con bét đẹp kết hợp với cái chuồng đẹp nó sẽ là tăng cái giá trị của cái tác phẩm lên ha. Cho nên là mình sẽ đích thân đi tìm luôn. Thỉnh kinh nha. Thỉnh kinh nha các bạn. Thì là xanh đá hả? Dạ đúng rồi, sang đá. Sang đá, sang đá nha các bạn. Thậm chí ở đây cũng có nhiều anh em mà nuôi chim á. Nuôi chim tới cũng lựa những cái bộ mà nó cong. Nếu mà về lũ thì tới bãi của Phi Thái rồi thì yên tâm. Nó rất là nhiều cái giai đoạn đó. Không cần phải cưa cắt, chủ yếu là thích là được rồi. Nếu mà về phần lũa tươi thì bên em sẽ có chế độ là luộc hoặc là ngâm đó, luộc. Nhưng mà bên em thì luộc nhiều hơn. À, khi mình luộc là cái nhựa trong cây là nó tiết dạ, ra hết rồi, luôn. Dạ đúng rồi. À. Tuy là không đảm bảo là luộc hết, nó hết 100%, nhưng mà nó vẫn ok là hết phải là 60-70%. Nồi này hơi bị đỉnh luôn, nồi này tết nấu bánh tét. Mình làm cái này du leo lên nằm trên đó là quá đẹp luôn. Anh Nam thấy đây, nó cũng lũ nhưng mà những cái này thì nó lâu năm rồi. Chắc nó trải qua hàng nghìn năm rồi nó mới được ra những cái vân lũa như thế. Trong bonsai đó người ta cũng dùng cái máy làm lũa nhưng mà làm sao mà đi chi tiết được giống như thế này. Dạ. Coi nè, trong này nó vừa có những cái vân dọc mà nó còn có những cái giống như là cái vảy của bò sát rồi, thấy không? Cái này nó giống con heo rừng nè, đúng không? Đây nó nè, mỏ dài nè. Kế hoạch của mình á, kế hoạch của mình là mình đi tuyển chọn những cái cây lũa thật là đẹp. Mình sẽ in cái logo của Nam Ngô Farm vô. Nhưng mà sản phẩm của Nam Ngô Farm thì mình đang đi tuyển những cái nguyên liệu thật là đẹp. Đó, những cái cây này để trong chuồng nó rất là phù hợp luôn á. Cái tông nó cao cao như thế này nè, bé nó nằm đây nó phơi nắng là rất là đúng bài. Wow, đẹp chưa? Kêu Nam dừng xe lại chỗ đâu để chụp cái nó đẹp. Đi luôn, quá đẹp luôn. Đây đâu cắm gì cắm đổ đâu. Đây à. Đẹp quá. Hello, xin chào các bạn nha. Hello, mình là Nam Ngô đây. Nãy giờ thèm vitamin C quá, hôm nay cho mọi người đi ngắm biển nha. Nói chứ hôm nay mình đi tìm đồ chơi. Thì các bạn biết trong cái việc mà có igu á, cái tập tính của nó là leo trèo ha, và một cái phụ kiện rất là quan trọng mà góp phần cho cái độ đẹp của cái chuồng á, cũng như là cho bé nó có tinh thần thoải mái để nó leo trèo ở đó, là những cái cây lũa, những cái cây lũa đẹp. Thì cái cây lũa này ngoài cái chuyện mà đặt ở trong cái chuồng để trang trí thì chúng ta có thể set up làm mấy cái cây xô á, để cho chúng ta có thể đi cho bé nó đứng lên tập đứng xô đồ này nọ đi chơi rồi nữa. Thì hôm nay là mình sẽ đi tới một cái bãi có rất là nhiều lũa ha. Đi từ sáng tới giờ rồi. Đi từ 9 giờ sáng á ta. 9 giờ sáng tới giờ là bao nhiêu? 3 giờ rưỡi mà chưa tới nơi nữa. Đang ở Tuy Phong, Ninh Thuận hay là Bình Thuận quên ta? Bình Thuận, đang ở Tuy Phong Bình Thuận. Hồi nãy giờ các bạn thấy cái bãi biển rất là đẹp luôn. Thì cái chạy xe nãy giờ ghiền nhảy xuống biển luôn á. Nước biển xanh lè luôn ha. Nước biển nhìn mát mắt để hè này chở mấy đứa nhỏ đi chơi coi. Chở vợ con đi chơi. Rồi lại cái xe này của mình lâu lắm rồi không có đi xa. Chạy vòng vòng thành phố không là xe nó cũng xi cúc luôn. Cho nên hôm nay cho nó đi xa một bữa cho dầu nhớt rồi nó bơm lên máy cho nó ngon. Bạn nhìn cái cảnh này, nếu mà ai mê những cái tiểu cảnh về bonsai hoặc là những cái này nọ thì nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn y như có bàn tay con người, mà bàn tay con người làm sao bằng thiên nhiên được. Ha Lim à, núi đá rồi cây lớn, cây nhỏ rong rêu nó đỉnh luôn. Quá đẹp. Ừ. Ok, hôm nay trên xe của mình đi với lại có Lim ha. Lim là bên cá rồng và có thiết kế những cái terrarium rất là dễ thương, rất là sinh động luôn. Với lại Đức camera. Bà anh em đi lang thang chơi, lang thang từ sáng giờ.
quá đẹp. Hy vọng một lát nữa mình tới cái bãi đó. Mình thì thứ nhất là mục đích hôm nay mình đi kiếm vài cây lũa cho bản thân mình sử dụng. Mình sẽ làm thêm một vài cái cây xô nữa, cũng như là sẽ có set up một số chuồng cho đẹp đẹp, để đưa những cái bé VIP mà cái mùa baby năm nay mình làm được ra. Thì một cái chuồng đẹp á, bé nó sẽ, một con bé đẹp kết hợp với cái chuồng đẹp, nó sẽ là tăng cái giá trị của cái tác phẩm lên ha. Cho nên là mình sẽ đích thân đi tìm luôn. Thì bên cạnh đó chắc cũng kiếm dạng mớ, rồi bạn nào hợp nhãn thì mình chia cho anh em chơi cho đẹp. Chứ còn tại mấy cây này, mấy cây lũa ở trên rừng á, cái gỗ nó cứng và cái hình dáng của nó khá là uyển chuyển, nó nhìn nó rất là hay ho ha, hơn là những cái cây ở trong thành phố mình, mấy cái cây đó là gỗ thịt không à, nó từ từ nó mục, nó xấu, chứ nó không, nó đơ, nó không có những cái đường lượng đồ này nọ thứ. Những cái cây trong rừng thì nó đẹp hơn. Ok, cũng sắp tới rồi đó, để coi 8 phút nữa, 5 cây 7 nữa. Giờ mình sẽ đi dài nói chuyện tới đó ha. Cái bãi đó mình cũng chưa tới lần nào luôn, chưa tới cái bãi lũa này lần nào. Nhưng mà qua hình ảnh sơ thì hứa hẹn là rất là nhiều đồ đỉnh ở đây. Gần tới rồi mọi người. À, đó là muối đó, đang là muối, nhưng cái gọi là cái vuông muối. Hôm nay đi con lường lạ mà đẹp quá. Cũng sắp tới rồi. Đúng rồi, cái chùa đó, chùa Dân Vàng á, nó đó. Thỉnh kinh nha. Thỉnh kinh nha các bạn. Lúc nào mới đưa bác về mới được thỉnh kinh. Ừ, qua hết ải rồi, nãy qua cái ải chính sĩ rồi các bạn. Qua được cái ải chính sĩ rồi, giờ ở đây không biết cái ải này mấy sĩ. Ok. Này mới thấy đi vô cái giống như cái làng ven biển ta là muối. Đây là đây nè. Thôn văn hóa Thương Diêm. Đó. Nó đó. Ok. Đường nào vô chùa. Cấm xe 2,5 tấn lận qua được. Qua cầu nhỏ luôn nha. Đây cái chùa cái đây nè. Đây một cái làng chài nhỏ ha các bạn. Đây. À, anh đang đứng trước trụ sở thôn Nếp Hợp Nhà nè em. Ngay chùa luôn. Dạ rồi, ok. Đừng ngắm nghĩa nha. Hello, mình là Nam Ngô đây. Ok các bạn, đây là một góc của cái bãi lũa của bên chỗ anh Thái ha. Thì bây giờ mình sẽ nhờ anh Thái đi để anh tư vấn cho mình coi là sử dụng cái loại nào phù hợp. Thì cái mục đích ngày hôm nay của mình là mình sẽ tìm kiếm những cái cây lũa nó có cái hình dáng nó uốn lượn, nó đẹp, nhưng mà nó phải đúng kỹ thuật để cho an toàn cho các bé đó. Thì ở đây có rất là nhiều cái loại lũa từ nhiều cái loại cây khác nhau. Thì mình sẽ nhờ anh Thái anh đi tư vấn như thế nào cho nó phù hợp. Thì ở đây cái bãi này chuyên về lũa đàm thủy sinh bán cạn nè. Nhưng mà mục đích của mình là tìm cho những cái bé igu ha. Thì bây giờ nhờ anh Thái giới thiệu đi. Cây này cây gì anh? Đây là lũa san đá. San đá. Đó, một loại lũa mà anh em trên thị trường hiện nay cũng rất là chuộng. Đó, nói chung là anh em dùng cho việc thủy sinh nhiều. Bán cạn cũng nhiều. Hoặc anh em những làm những cái bộ rừng trang trí gắn dưới màu cũng rất là ok. Thì đó, cái tính chất của lũa sen đá nó rất là tốt, rất là bền luôn, tại vì nó đã hóa lũa thiên nhiên trên rừng rồi. Có nghĩa là nó không còn một tí nào là giác nữa, mối mục nữa đó. Nó sẽ trường tồn với thời gian, có nghĩa mối mục là chê nó luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này đâu phải là lũa thép hả anh? Nó là lũa thép đó luôn anh. Thép luôn á? Dạ, toàn bộ là lũa thép hết.
thép nhưng mà nó cái bề mặt của nó không có dạ, giống như cái kiểu mà lũa sơ. Đúng rồi, có nghĩa là có những cái loại lũa nó sẽ bị nước bào mòn này phong hóa tác động, đúng rồi, tác động của thiên nhiên. Còn những cái loại đây này nó có nghĩa là nó mới thôi. Ừ. Nó chưa có hóa ra những cái vết vằn lũa trên cái thân được. À. Cái kia là nó sẽ lâu năm hơn nữa. Dạ đúng rồi, cái kia là nhưng mà cái này là nó đã rất là bền rồi đúng không? Đúng rồi, đây thì không còn một cái gọi là một tí giác nữa. Nó quá bền rồi. Cái này mà là một cái hồ tự nhiên biết chừng nào, mà cái này kiểu thủy sinh đó các bạn, nó sẽ rất là đẹp ha. Đó. Thậm chí igu để bò con nằm đây. Nó cũng đẹp nữa. Dạ. Nhưng mà cái này với điều kiện phải có một cái chuồng nó khá to. Chuồng khủng. Chuồng khủng á. À, thì mấy cái này chắc mình chơi quá chứ ai chơi. Chỉ có mình mới chơi mấy cái chuồng khủng vậy thôi. À, đẹp ghê. Đẹp lắm các bạn. Ha. Igu nó có thể bò lên đây nằm. À, mỗi con nằm một góc. Nhìn rất là tự nhiên luôn. Dạ. Ok, bên này còn rất là nhiều cây nữa nè. Cái này là xanh đá hả? Dạ đúng rồi, sang đá. Sang đá, sang đá nha các bạn. Sang giàu á. Rất là nhiều kiểu, rất là nhiều cái size. Nó phù hợp. Này thậm chí ở đây cũng có nhiều anh em mà nuôi chim á. Nuôi chim tới cũng lựa những cái bộ mà đúng nó rồi. Cong, nó tự nhiên. Để vào những cái lồng lớn anh, những cái lồng to khủng á. Dạ đó, rồi có nhiều anh, nói chung là về decor cũng được, có nhiều người thích ốp lên những cái tường. Decor đèn. Quấn đèn đồ này nọ dạ, xung đó. Quanh, đúng rồi. Rất là nhiều cái bộ môn anh em hôm nay chơi. Mình cũng thích phá những cái đồ kiểu trang trí cái kia đó lắm. Rồi, hôm nay gặp được anh Thái thì sẽ hy vọng là sẽ còn hợp tác được dài ha. Dạ. Ok, rồi có cái nào nó quằn quện hơn không? Nó cái kiểu nó sớ sớ giống nãy mình nói á, nó giống kiểu dạng vậy nè đó. À nó như cây này cây gì nhìn đẹp quá ta, thì nó vẫn là một loại lũa của sang đá luôn anh. Là lũa sang toàn đá. Bộ em khai thác là đây là toàn bộ là lũa sang đá hết. Cây này cũng ok quá đó. Hiện tại đang xử lý kìa, đang vệ sinh cho sạch sẽ. À, đang vệ sinh, lát mình coi khâu vệ sinh luôn. Ồ, cây này bự quá. Dạ. Cây này mà cưa lúc này ra là mới đẹp nè. Đây. Này mình lấy khúc này thôi được không? Nếu mà về lũa thì tới bãi của Phi Thái rồi thì yên tâm. Nó rất là nhiều cái giai đoạn. Đó. Không cần phải cưa cắt. Chủ yếu là thích là được rồi. Đẹp chứ ha. Đây là những cái vết mà gọi là lũa tự nhiên, nó bị bào mòn, bị tác động của thời gian. Đó, cho nên là nó sẽ ra những cái vết vằn. Đẹp quá. Ôi giời, nặng dữ á. Mặt bên này thường quá. Cái này mà cái hồ, cái chuồng phải bự thiệt bự á. Nhưng mà cái mặt đẹp nhất là mặt này. Dạ. Mặt này, còn mặt này thì... mặt này giống hình con ngựa các bạn. Ừ. Con ngựa mà bị môi cái hàm, cái môi dưới nó đưa ra, môi chè á, trên này hở răng nè, mắt đó nè, thấy không đó. Thế nên là đẹp khúc này thôi. Giờ nếu mà đẹp khúc đó xử lý sao ta, mình về mình cắt bỏ đây đi. Ừ. Cắt bỏ khúc thẳng đi. Ngựa môi chè cắt thì cũng hơi uổng ha. Đúng rồi, hơi uổng, cắt ra cái dấu, cái dấu cắt nó bự quá. Dạ, đây hoàn toàn kiểu như nó bị thiên nhiên trên rừng á. Rồi anh em mang về luôn.
giờ cắt ra nguyên cái dấu cắt cái xấu lắm. Ừ. Đúng ra mặt tiền này mới đẹp nè, mặt này mới đẹp thôi, còn cái dựng mặt này mặt kia nó cũng không đẹp lắm. Ồ. Ok anh, thôi cho đi vòng vòng nữa đi. Rồi. Mình đi tham quan nữa đi, còn rất là nhiều các bạn. Ở bên kia thì mọi người đang xử lý rọ lũa. À, anh Thái có thể giới thiệu cho mọi người cái cách xử lý lũa của anh không? Rồi, đây, ok. Máy đẹp quá nè. Nói chung thì lũa bên em về á thì bắt buộc phải vào giai đoạn á, lũa thép á thì phải vệ sinh cho sạch sẽ. Okay. Sạch sẽ đất cát hết rồi mới cung cấp tới cho anh em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu mà về phần lũa tươi thì bên em thì cái chế độ là luộc hoặc luộc là ngâm đó. Luộc. Nhưng mà bên em thì luộc nhiều hơn. À. Ví dụ như là đỗ quyên, hải sa quỳ hay là tán xương chùm thì là em luộc hết. Okay. Đây là cái lò luộc của em đây. Lò luộc á hả? Lò này là luộc á hả? Dạ. Thì cái luộc nó có cái lợi thế gì hơn là ngâm? Nó sẽ rất là nhanh hơn. Nhanh hơn. Nhưng mà chất lượng của nó rất là ok hơn. Ừ. Tại vì nó sẽ không bị mối mọt hư hại sau này nữa. À. Cái lũa nó chất lượng hơn. Mấy anh em mà chơi thí sinh đó mà lũa đã luộc rồi á thì nó sẽ đỡ ra màu. À. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó sẽ đỡ ngộ độc cho cá và cây thí sinh. À. À, khi mình luộc là cái nhựa trong cây là nó tiết dạ, ra hết rồi, luôn hả? Dạ đúng rồi. À. Tuy là không đảm bảo là luộc hết, nó hết 100%. Đó, nhưng mà nó vẫn ok là hết phải là 60-70%. 60-70%. Dạ. Những miếng lũa này đẹp quá. Dạ. Đây là cái lò hầm á, lò nấu á. Dạ. Luộc nó hầm như bánh tét vậy anh. Đó. Nồi này hơi bị đỉnh luôn, nồi này tết nấu bánh tét ngon. 50 đòn dư sức. Dạ. Cái này luộc là phải vài trăm đòn. Để vài trăm đòn. Đó, toàn bộ hệ thống là mình dùng nước sạch hết, nước giếng hết. Ồ cái giếng này bự dưới vậy ta? Dạ nước sâu lắm, giếng này nước cả ở dưới còn cả chục mét lận. Ghê vậy, cái giếng dạ. Này là từ xưa luôn hả? Dạ đúng rồi, giếng là giếng từ xưa sắp đá luôn, anh thấy cái nghệ thuật sắp đá của hồi xưa đúng đó rồi. Không có xây hoặc là cái nào hết. Công nhận ấn tượng quá. Dạ. Lần đầu tiên thấy cái giếng kiểu truyền thống mà bự ghê luôn á. Dạ. Nhớ thường thường nó nhỏ xíu kéo lên thôi. Cái này người ta hồi xưa kêu là giếng trời á. Giếng trời. Đó, giếng trời là như thế này đấy. Quá ngầu luôn. Công nhận cái giếng ha. Dạ. Đẹp. Đúng rồi, sắp đá hồi xưa nhìn nó chất hơn hẳn bây giờ ha. Lũa anh em ngâm thì nó đỡ cái chi phí hơn rất là nhiều. Là chỉ có ngâm xong xử lý thôi. Còn em bắt buộc phải luộc. Luộc thì anh biết rồi mà, luộc thì tốn thời gian này. Củi, tốn này đó. Dạ, tốn củi này đó, anh em phải chăm sóc, phải trực để luộc, để cho chín cái lũa. Cái lũa mà nó chín rồi thì cái chất lượng của nó rất là ok. Mình để lâu cũng được, nó không hư hại mà không mối mọt. Này cái chỗ vô củi lửa nè các bạn. Dạ đúng rồi. Hôm nay anh em ra thì tiếc quá là không luộc. Là chuẩn bị chuẩn bị về thêm đổ quyên để luộc á, nhưng mà bây giờ mới chỉ vệ sinh thôi, khoảng 2-3 ngày nữa mới về lũa bắt đầu luộc tiếp. Vậy lần sau ra, lần sau đi chơi nữa. Dạ ok, lần sau ra là thấy cảnh luộc lũa ngày đêm luôn. Ok, rồi có mấy cái cây này rất là đẹp nè. Có mấy cái cây này anh em làm tiểu cảnh hay là làm thủy sinh thì cũng rất là đẹp nè. Dạ. Có điều trang trí đến... có nhiều anh em trang trí cũng trang có. Trang trí. À, rồi treo đèn cũng có. Tết á. Tết rồi Noel rồi trang trí treo đèn rất là dạ, đẹp luôn. Rất là nhiều lắm. Đấy, đây là mình thấy rất là thích, rất là đẹp luôn á, nhưng mà nó lại không có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Ui. Cây nào mà nó uống lượng càng nhiều càng tốt á. Dài quá. Đây uống lượng thì mình vào kia mình quay cái tay cành trong kia nó uống lượng hơn nhiều. Ok ok, cho mình coi thử coi. Trời anh đẩy hết me luôn hả em. Trời ơi, ăn yếu quá. Yếu luôn. Nào cái nào lắc đây lắc. Nói chung thì đây cũng là lũa tay cành của săn đá, nhưng mà mình tuyển chọn lại đó, anh em phù hợp với thủy sinh đó.
ghép mấy bộ natural rất là đẹp luôn. Hôm nay thì anh em, nhiều anh em trang trí dứa màu cũng rất là nhiều. Dứa? Dạ. Sẽ có những cái lũa to mình đi chỉ chủ đạo trước, rồi những cái lũa nhỏ để mình ghép lên chi tiết, rồi mình đi dứa vào. Hoàn toàn là lũa thép hết rồi á. Coi cây nào được bỏ qua bên lát khỏi mất công lộn ha. Đây giống như là đi kiếm lũa, giống như lạc vô đúng ổ rồi các bạn. Đây là những cái vết vằn của tự nhiên luôn. Đó. Đây là những cái vân lũa sang đá tự nhiên. Đó, nó sẽ bị tác động của thiên nhiên, nó bị bào mòn bởi thiên nhiên. Thường làm cái này igu leo lên nằm trên đó là quá đẹp luôn. Anh Nam thấy đây, nó cũng lũ, nhưng mà những cái này thì nó lâu năm rồi. Chắc nó trải qua hàng nghìn năm rồi nó mới được ra những cái vân lũ như thế. Trong bonsai á, người ta cũng dùng cái máy làm lũa, nhưng mà làm sao mà đi chi tiết được giống như cái này. Dạ. Coi nè, trong này nó vừa có những cái vân dọc mà nó còn có những cái giống như là cái vảy của bò sát, các bạn thấy không? Đó, có như cái vảy của bò sát luôn. Này giống vàng ná. Này đặt sao đẹp ta? Đặt sao mà phải thấy được nó. Đây, đơn giản thôi, đó, đơn giản nó sẽ có những cái vân lũa rất là ok. Đẹp ha. Ok. Cái này đẹp quá mà không có thế đặt. Không thế đặt, cái này được nè. Để qua bên. Khi mình chọn lũa bạn, những cái mẫu này nó rất là đẹp ha, nó rất là tự nhiên. Nhưng mà có một cái nó sai kỹ thuật á, là này nó có những cái khe hở nè, khi igu nó bò vô đây nè, nó dễ bị kẹt đuôi ha. Đó, thì các bạn lưu ý chọn cái lũa cho nó, đồng ý là nó càng lắc léo thì nó sẽ càng tự nhiên càng đẹp, tuy nhiên là nó phải đúng kỹ thuật. Như mình là hồi xưa mình có những cái cây lũa này nè, thì mình sử dụng trang trí igu nó rất là đẹp luôn, nhưng mà bị cái nó vô đứt đuôi, nó bò vô mấy cái khe này nè, xong rồi nó rút nó gà luôn, nó bị dướng kẹt cái đuôi. Cho nên là mặc dù rất là đẹp, cho nên là nhưng mà không thể nào chọn những cái loại này để về làm chuỗi igu được. Cái đuôi của igu nó rất là dài ha. Để trước ba cây này này, rồi còn cây nào nữa không? Rồi thì nói chung rất nhiều. Nhiều quá, bây giờ làm sao lấy ra hết được. Mình sợ không có thời gian thôi. Ở đây thì rất là nhiều. Cái này á, cái này nó giống con heo rừng nè, đúng không? Đây mắt nè, mỏ dài nè. Cái này rất là phù hợp luôn, anh em mà chuồng cỡ 80 một mét, đặt cái cây này 80 một mét mà cao 60 á, thì đặt cái cây này vô á, là bé nó nằm ở đây, nó bò phơi nắng, cái đèn nó từ trên xíu xuống đây là phù hợp luôn nè. Từ đây dưới đây khoảng 20, cái chuồng mình cao 60 thì cái khoảng cách từ đèn tới cái điểm sưởi là 40cm là vừa đẹp luôn. Đó. Bên này tháng hơn rồi đó, cái này. Mấy cái dáng thế bỏ vào là mấy bé leo lên là ok nè. Mấy cái này thì nó đẹp nhưng mà bên nhau nó không có hợp với cái size chuồng. À dạ. Có cái nó bị cao quá. Nó những cái này nè. Những cái này thì nó rất là đẹp ha, nhìn nó lắc léo đồ. Nhưng mà bị cái con igu khi mà nó mới về nhà mới mà nó còn nhát á, nó sẽ có tình trạng nó chui rút. À, thì cái chuyện mà nó chui rút như thế này á, nó làm cho bé nó nhát, tại vì nó sẽ rút trong đó hoài luôn á. À, nó sẽ nhát và nó chui qua mấy cái khe hở này nè, nó sẽ làm cho bé nó bị đứt đuôi. Cho nên là mấy cái loại này là không nên chọn ha. Mặc dù nó rất là đẹp nhưng mà nó không có phù hợp với lại iguana, nó phù hợp với lại
thủy sinh, mấy bạn cá nhỏ nhỏ bơi chui qua những cái khe này là lòn qua lòn lại thì nó sẽ đúng của nó hơn, sẽ đẹp hơn. Ok, nãy giờ mình chọn được mấy cây ta, 1, 2, 3 cái này được không? Có lỗ xuyên qua anh kia luôn. Cái này nếu mà mình dựng lên kiểu này là coi gu nó trốn, nó nằm dưới đây hoài luôn á, lúc mà nó còn nhát á, cho nên là thôi để đây lại. Chọn được 3 cây kiến này. Những cái sớ này rất là đẹp ha. Nhưng mà cái này không biết sao in ta. Kế hoạch của mình là mình đi tuyển chọn những cái cây lũa thật là đẹp. Mình sẽ in cái logo của Nam Ngô Farm vô. Nhưng mà sản phẩm của Nam Ngô Farm thì mình đang đi tuyển những cái nguyên liệu thật là đẹp. Đó, những cái cây này để trong chuồng nó rất là phù hợp luôn á. Cái tông nó cao cao như thế này nè, bé nó nằm đây nó phơi nắng là rất là đúng bài ha. Ok luôn á. Kiếm mấy cái form này. Coi còn form nào bên này còn rất là nhiều các bạn. Bên này mà có thời gian á cho dành cả ngày ra mà lục. Đó. Này cũng được nè. Dựng lên vậy cũng được. Được không? Ok, tuyển mở đi. Về anh em nào thích thì mình chia lại. Còn không có thì mình chơi luôn. Đẻ ra nhiều mà. Như cái rừng ở chỗ này á. Cứng quá. Nhỏ nhỏ. Không, nó phải có cái độ cong lên nhìn nó sẽ ấn tượng hơn. Cây này hiền quá. Được không? Dễ xước. Có mấy cái gờ cạnh này nhiều quá dễ xước. Nó xước cái da đó các bạn. Thấy vậy cái lụa nó cũng không phải có kinh nghiệm. Hiền quá, cây này hiền quá. Cây nào nó phải có độ quái chút xíu nó sẽ đẹp hơn. Bên này là gỗ gì Thái? Hoàn toàn là lũa sang đá hết. Lũa sang đá hả? Dạ. Có những cây nó sẽ rất là đẹp nhưng mà nó đang nằm ở cái tầng dưới này nè. Dạ đúng rồi. Tại vì là lấy ra sẽ rất là chua ha. Nếu mà có thời gian lựa thì ok. Xử lý sạch sẽ xong rồi mình bỏ lên. Tại đa số đây là em cung cấp sỉ cho các anh em Aqua. Cho nên anh em chỉ cần nói lấy cho sai đó là mình chỉ cần mình lấy xuống thôi, mình không có lựa nữa. Ôi, cây này đẹp quá. Cây này đẹp nhưng mà nó cây này nó lắc lượng rất là đẹp luôn.
mặt bên này đẹp hơn ha. Mặt bên này đẹp hơn. Bên này phải chuồng khủng lắm. Chuồng khủng lắm mới chơi nổi cây này. Chuồng này là phải nuôi những em lớn. Những em lớn thì những cái đuôi của nó sẽ đỡ vướng dưới đây ha. Này cỡ nuôi khoảng 6, 8 ít là đẹp. Nhưng mà nó vẫn nguy hiểm các bạn. Mặc dù nó đẹp nhưng mà nó vẫn có những cái này nè. Những cái chỗ này nè, nó vẫn nguy hiểm. Cho nên là nó làm cho mình phải suy nghĩ. Chứ không là mình sẽ chơi nó luôn á. Mình về mình set up cho mình chơi. Nhưng mà nó có những cái này, cái đuôi nó nhiều khi nó đi, nó quàng vô tới đây, nó cái sượng nó đứt. Cho nên là chắc khoan để suy nghĩ thêm đi. Ok. Mình đi qua bên đây coi. Ok. Cái này anh em nào mà nuôi rồng út á, nuôi những cái con mà nó hay xài hang đồ á, sẽ lên là rất là đẹp luôn. À, những cái này gọi là nu ha. Dạ gọi đúng rồi, nu. Thiên nhiên á. Thiên nhiên nó dạ. Rất là ngầu. Ở bên trong này nó có một cái bọng bên trong nè, nó giống như cái hang tự nhiên luôn. Đó, anh em mà nuôi mấy cái dòng nào mà nó hay xài hang, xài đồ á, set up cho nó đẹp á, thì có gì comment bên dưới nha. Muốn lấy thì mình chỉ cho. Đó. Hoặc có thể liên hệ qua mình, thích cái nào thì nói. Mình nói người ta gửi vô. Đó, mấy cái này quá đẹp luôn rồi mà mấy cái này nó chui được. Nó chui được là đứt đuôi hết. Hang hóc bọng không à. Cái này cũng đẹp nè. Cái này chơi mấy cái dứa màu hoặc là mấy cái cây không khí đâu á. Dạ. Cái này tháp vô là đẹp. Hôm nay anh em kết hợp nhiều lắm. Có nhiều anh em dùng mấy cái khay á, người ta kết hợp lên thay gì đá, người ta sẽ kết hợp lỗ. Ừ. Một hai miếng lỗ lên rồi người ta đính những cái mấy cái vảy rêu lên. Ừ. Nhìn nó cũng tự nhiên nó đẹp. Full hơn là đá rất là nhiều. Tại vì riêng về cái lũa nhìn đã tự nhiên rồi, nó không phải là giống như đá nếu mình đập ra rồi mình kết cấu lại. Dạ, đó. Nếu mà nói về độ tự nhiên thì còn cái nào mà qua những cái này nữa. Dạ. Này không có bàn tay con người nào mà có thể thao tác được như vậy hết. Bên bonsai nó có cái gọi là deadwood đó, chơi lũa bạn. Thì chúng ta dùng những cái máy mài, máy cắt đồ này nọ, chúng ta tạo thành những cái đường vân rãnh, nhưng mà là nhìn nó giả lắm. Khó nào không bao giờ được tự nhiên giống như vậy hết. Rất là đẹp luôn. Rồi. Quay qua đổ quyên thì em nói cái quy trình luộc đổ quyên ra những như thế này nè. Bên này đổ quyên hả? Dạ đúng rồi. Rất là đẹp luôn các bạn. Những cái cây này mà cho làm đúng cái terrarium hoặc là bán cạn này nọ thứ rồi. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây dựng một cái riêng này để một nồi đó mọi người không thấy đâu. Dựng cái này ra cho mọi người thấy nha. Ừ. Mình đem ra ngoài luôn nè, mình đem ra ngoài luôn cho nó cho đẹp luôn. Đó. Thấy chưa? Như một cái cây luôn. À. Về anh em trang trí đề co cũng rất là ok. Này đề co quán cà phê hay cái gì cũng rất là đẹp luôn. Dạ. Nhưng mà nói về độ chất lượng thì nó chắc lắm, tại vì mình phải tìm những cái loại cây nó mang cái tính chất bền rồi mình mới làm. Nó rất là cơ chắc mà dạ, nó rồi. Nhưng mà nó lại có độ dẻo ha. Đó chứ không phải là dễ giòn. Đẹp quá. Cái này mà có ý tưởng trang trí gì lên dạ. Đây là đầy đủ nguyên liệu để làm luôn. Riêng về nó là chỉ có độ lắc léo của nó chứ còn ngoài ra cây khác thì không có. Bắt buộc có như có chỉ này có là đổ quyên hả? Loại đây là sen trắng. Sen trắng. Dạ, cành sen trắng. Sen trắng. Quá đẹp luôn. Ok, quá đẹp nhưng mà nó không có trong cái
nhu cầu sử dụng của mình ha. Mình tìm những cái cây nào lắc léo thôi. Có đỗ quyên nè. Rồi. Này là đỗ quyên hả? Dạ đúng rồi, đây là đỗ quyên. Đây là đỗ quyên. Màu sắc nó là hoàn toàn tự nhiên. Không qua mình pha chế hay là mình phun màu gì cả. Cái loại đây thì trên thị trường anh em cũng rất là chuộng luôn. Nó rất là bền. Nhưng mà về chất lượng thì cái lò này bên mình đã luộc rồi. Bên em đã luộc rồi anh em. Ừ. Dạ luộc rồi cho nên là nó rất là bền. Không bị mối mọt, không hư hao. Để lâu với thời gian được. Cây này cũng khá lắm các bạn. Cây này cũng khá. Cái này chắc phải chuồng cỡ 1m2. Chuồng 1m2 mới vô được. Nhưng mà nó... cái cây này mà phải cái chỗ này nó hơi cao cao lên chút xíu nó xuống thì nó đẹp hơn. Này nó hơi đi ngang ngang quá. Lửa này đuối luôn á. Coi như mình đi tập thể dục đi. Ôi, tìm được cây ưng ý nè. Đó. Đó, đẹp chưa? Diệt luôn, chốt luôn. Được không ta? Thấy cũng được. Mặt bên này nhìn ok hơn. Ok, dẫn từ đầu này qua đầu kia. Đẹp. Chuồng này cỡ 1m2 là vô dừa. Không, này 1m2, 1m2 thì nếu mà rộng rãi chút xíu 1m5 đẹp hơn. Còn ở trong đây là những cái loại cây nhỏ hơn ha. Cái này là làm từ rễ ra ha. Dạ. Khai thác cái rễ lên. Hoàn toàn là từ rễ. Này nó không gom lắm. Này dành cho thủy sinh thì hợp. Còn nếu igu rồi bỏ khúc này đi. Lấy cái khúc lượng này thôi là đẹp rồi. Ừ. Đơn giản càng đẹp ha. Vì mấy bé bò lên nằm trên đó là đẹp ha. Nằm lên đây là đẹp rồi. Này dành cho thủy sinh thì hợp hơn. Dạ. Ok. Rồi, chốt hai cây này đi. Này là rễ đỗ quyên các bạn. Chỉ có những cái rễ cây nó mới có cái hình dáng lắc léo như thế này ha. Mà nó gọi là khến. Dạ, riêng và đỗ quyên thôi chứ. Thật ra thì có những loại rễ khác cũng rễ cây nhưng mà nó không đẹp bằng rễ đỗ quyên. Chỉ có riêng biệt rễ đỗ quyên của Ninh Thuận mình. Chỉ có Ninh Thuận mình có thôi. Bình Thuận ở đâu, ở những nơi khác là không có. Tất cả các những anh em cửa hàng thủy sinh là toàn bộ lũa Ninh Thuận cung cấp ra hết. Đó là như thế. Chỉ có riêng biệt rễ đỗ quyên là nó mới cong lắc lượng uốn xoắn màu sắc như thế này tự nhiên. Đó, chứ không có cái loại nào mà rễ nào mà nó đẹp bằng rễ đỗ quyên được. À, cái ưu điểm của cái rễ đỗ quyên này các bạn là nó rất là lắc léo ha. Lắc léo uốn lượng, nhìn nó có cái độ hài hòa nhịp nhàng lên xuống. Cái thứ hai mình thích cái gỗ đỗ quyên này, cái rễ này á, là cái màu sắc. Cái màu nó nâu nâu đỏ đỏ, nó rất là tự nhiên. Ha, nhìn nó khá là sang. Tự nhiên luôn đúng không? Dạ, không đúng có rồi. Đánh màu. Đúng rồi, đúng rồi. Y như là có một cái lớp BU dạ, mỏng lên vậy rồi. Nhưng mà không có ha, cái này là hoàn toàn là tự nhiên hết. Ừ.
Này cũng là toàn bộ là lõi hết luôn. Lõi đúng rồi, nhưng mà nó thuộc tính chất là cây tươi thôi. Nó không, nhưng mà rất là bền. Đúng rồi, rất là bền luôn. Tại vì bên em nó qua luộc rồi. Ok. À. Rất là sắc nét luôn. À, thì mình đang tính thôi. Sẽ làm cái logo Nam Ngô Farm rồi nhỏ nhỏ ở đây. À, nhỏ nhỏ ở đây thôi. Mình để sưu tầm về cho anh em chơi. Anh em ở Sài Gòn này rất là khó kiếm những cái cây lũa này để cho các bé nó có một cái nơi để mà nó đứng nó xô dáng thật là đẹp ha. Thường anh em sử dụng những cái miếng ván rồi bọc cái lớp cỏ lên, thì thật sự mới nói nha, gu của mình nha thì nó khá là sến và nó bằng phẳng quá. Coi gu nó đứng ở trên đó nó không có xô được cái dáng. Còn khi mà nó đứng được cái thế mà hai chân trước thấp, hai chân sau cao lên, nó gồng lên á, này nọ như những cái tướng này á, thì bé nó sẽ xô ra được hết những cái cơ bắp, cái thần thái đẹp của nó. Chứ còn đứng trên một miếng dán thì nhìn nó chán lắm, nhìn nó thường lắm ha. Cho nên là ok, hôm nay quyết tâm phải đi lượn mới mới được. Đâu rồi, còn cây nữa, nãy lựa được tới hai cây luôn mà. Phải cái này không ta? Chắc nó đó, đúng không? Đúng không? Nó đó. Đó, những cái cây này, cây này thì quá đẹp rồi, cây này còn đang suy nghĩ. Cái này quá đẹp rồi, cái này chốt luôn, không chốt gấp rồi mất luôn á. Cái này sao em thấy sao? Thấy nào? Theo em. Cũng ok ha. Ok. Ok, đơn giản đẹp chốt luôn. Rồi. Cái này lựa cả ngày. Đây mình đem lại nãy giờ chiến lợi phẩm mình lựa ha. Mặc dù còn rất là nhiều, nếu mà có thời gian á sẽ còn ra một đống nữa đó, nhưng mà thời gian không có. Đây là mình lấy trước hai cái kiểu sao mà anh lên bền lắm. Anh thấy hai cái chất liệu gỗ nó này từ hai cây gỗ khác nhau, hai chất liệu khác nhau ha. Thì mỗi cây nó có cái nét đẹp riêng. Như cây này thì chúng ta thấy cái độ khến nó nè, những cái sớ này nè, chắc không có tại vì cách nó một sai không. Tác động từ gió, từ nắng, đủ thứ mọi thứ ấy, mà đi hết, thậm chí qua hàng trăm năm luôn. Thì nó mới hình thành nên được những không cái biết bữa nay lim ra cái kiểu này lim ra là khỉ rồi. Rất là đẹp luôn. Cái này anh em dễ xài nè, này anh em mua quy làm chuồng anh em vô để có cái kiểu như nó ưu tiên lựa những cái mà nó có cái phần dài dọc theo cái chuồng, nhìn nó giống như nó có hơi cao cây mà rừng, cây rừng mà nó có khi nào mà nó không thì nó nắng từ trên xuống, nhưng mà ở đây nó vẫn thoáng ha, không chiếm cái diện tích chuồng. Đó, với cái chuồng thì một đầu bên này, một đầu bên kia, ở dưới này vẫn để được mấy con này tương uống rồi, rất là đẹp. Đó, rất là cái này ha. Ông bảo hôm nào vào đó chơi với mấy anh em, nói dạ để sắp xếp hôm nào rảnh em vào chiến chứ. Bố chiến sao quên này. Cũng chưa rảnh được. Đó, cái này cũng đẹp. Cái này mà lên cái chuồng đàng hoàng có một cái background đơn giản thôi chứ không cần cầu kỳ. Nhiều quá. Em thấy những cái bộ linh sam mà làm rừng đạt tiêu chuẩn đẹp, nó không có bị kiểu như vào thi sinh mà nó không bị nước, nó ok hơn là mấy cái loại khác. Cái loại cây tươi thì đây cái chuồng này nó cũng rất là vừa tầm, chất lượng của nó thì này, nó sẽ nó không bền bằng được cái lũa thép 80-40 nó được cái mã lúc đầu thôi. Dạ. À, là kiểu dáng nó đa dạng phong phú nguyên bộ mà ngâm như nước này đẹp hơn nè. Nhưng mà anh em chuộng thì ngón bình thường thôi. Dạ, còn đây tại qua biết bao nhiêu năm trên rừng thì đúng. À, có cái khu vực này là nhiều khi những cái khu vực này nè khi mình để trong chuồng á nó cũng là nơi cho bé nó trú nắng ha. Đây trên này nó che lại, dưới này nó mát hơn nè, bé nó sẽ trú khu vực này. Ok, những cây thế này mà lúc trước mà còn sống ở trên rừng mà cây cảnh á nó đã có giá là hàng triệu rồi. Hôm nay nó chết xuống, nó còn cái thân lõi lũ không? Thì cái giá lũ linh sao hồi xưa mà cái cảnh cái này trên rừng mà đi về là đã có vài triệu rồi. Cái này cũng được đi. Cũng được ha. Thấy nó, chỗ này nó chui vô được. Thôi đi, cái này chắc trên đây gớt xuống quá. Đó. Này ít lũ rồi, hôm trước vô bãi nghẹt luôn. Từ trong ra ngoài. Mặt nào cũng đẹp hết. Rồi ok. Sáng phấn đấu rồi mốt được nhìn thấy ủng hộ em mấy bộ bự. Ok. Còn công trình nào ở dưới ấy
còn muốn lựa nữa các bạn, rất là nhiều luôn. Bây giờ để môi móc ra là bị làm đó, là quá mệt. Con đang đợi nhiều lắm mà anh làm mấy bộ khủng thiệt, kinh khủng. Cái clip hôm em chụp hình cái lúc mà cái chậm cái này gọi là hữu duyên ha, cây nào nó nằm ngay trước mặt mình mà đẹp á là mình bóc nó được, còn cây nào mà nó nằm, nhiều khi mình thấy cây đẹp á nằm sâu sâu trong này là cũng bó tay luôn. Bích phải có thời gian anh em ơi, có thời gian mình trải lũa ra hết. Đúng mình rồi. Lựa nó mới ok. Phê luôn. Dạ, trong đây nó cần cái tấn lũa, cái tấn lũa mà. Thì lấy mày luôn. Đó. Thôi đi, cục mịch quá. Được nè. Được là bỏ vào giỏ hàng liền. Đây mua bán nhanh gọn lẹ lắm. Được là vô. Được rồi. Thì đặt lệch một bên chuồng cũng hay hay nè. Đặt lệch bên chuồng. Rồi này ok. Rồi chốt thêm được 3 cây nữa các bạn. Hơi mệt rồi đó. Rồi. Ok, đếm cây ra được nhiêu rồi. Đem ra đây đi, lát chắc lên xe luôn cho dễ. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 5. Lần tới hẹn về Thái coi mà có mấy cây phơm giống vậy nè, để mình hú mình. Dạ ok, thì em lựa hàng là có những cái size như thế này thì em để riêng. Đúng ra rồi. Size mà cái gốc nó lắc lượng á. Dạ rồi. Cái con igu này nó không có giống như con thủy sinh hoặc con cá. Thủy sinh nó nhiều chi tiết thì tốt, còn cái này nó nhiều chi tiết quá nó rối. Nó chỉ cần đơn giản mà hài hòa đúng không? Hai bờ lên cái xuống cái. Dạ, rồi nó nằm tại vì cái đèn đánh của nó nằm ngay chính giữa, nó chiếu nó nằm nó phơi nắng là đẹp nhất mà nó không chiếm không gian. Dạ. Ok thì hôm sau thì em sẽ lựa ra. Hôm nay đã trễ quá chứ không thôi thì lựa ra trên đường cũng số nhiều. Ok các bạn, ở đây mình được 1 2 3 4 5 6 7. 7 cây gì quên rồi, sang đá với đỗ quyên. Sang đá, còn hai bé này là hai đỗ quyên ha. Đó, hai cái màu da nó khác nhau. Rồi ok. Chốt đơn. Tính tiền. Cho bạn khiên cây kia về đua. Ok, ok. Giải quá rồi. Ok. Nãy giờ mọi người đã đi lựa lũa với lại Nam Ngô ha, đi một vòng. Nói chung cái bãi này còn rất là nhiều điều thú vị đó các bạn, nhưng mà nó đang nằm ở sâu nó đang chờ mình khai phá mà mình chưa có thời gian. Ok thôi vậy thì hẹn với lại cái vườn ở Ninh Thuận này vào cái lần tới mình sẽ ra mình lựa tiếp khi mà mọi người chuẩn bị thêm hàng nữa ha. Ok, thiếu hít đất nãy giờ, để qua góc này hít đất coi. Đây hơi nóng lửa đây. Ây da. Ây da. Vừa làm clip cho mọi người coi, vừa đi lựa đồ đổ mồ hôi, giờ ra hít đất nữa.
Ây da, lát chạy mấy trăm cây số về luôn rồi. Ây da. Ok, hy vọng là những cái giây phút vừa rồi khi mà mọi người đi lựa lũa cùng Nam Ngô thì cũng sẽ có một cái gì đó nó vui vẻ, sẽ có một cái nhìn nó hay hơn để chúng ta có thể set up cho cái chuồng của các bé ở nhà, để các bé nó có một cái không gian sống nó đẹp hơn, nó có nhiều chỗ nó leo trèo hơn, thì khi bé nó leo trèo được, nó vận động được thì nó sẽ tinh thần nó thoải mái hơn, cơ bắp nó phát triển tốt hơn ha. Bye bye bye. Nằm ngang cũng được. Dạ. Không phải để trên bàn trà.